Thì mình sẽ chia sẻ một nội dung mà rất nhiều các bạn đã và đang quan tâm cũng đặt câu hỏi cho anh em bên công ty phần xây dựng Việt bên mình đó là gì? Cái lượng ngói hao hụt khi chúng ta thi công máy Nhật, máy Thái là bao nhiêu? Đó, cái việc cái thông tin cái lượng ngói hao hụt này là bao nhiêu sẽ giúp chúng ra các gia chủ hoặc các anh em thợ thi công có thể khái toán được cái dự kiến chi phí sử dụng cho công trình. Chi phí khung xương chúng ta có thể tính được rồi. Giá ngói chúng ta biết rồi. Tuy nhiên lượng ngói hao hụt này được tính như thế nào? đó cộng với cái lượng ngói diện tích dự kiến hoàn thiện là như nào thì nó sẽ ra tổng khối lượng ngói chúng ta đã đặt hàng của bên đơn vị cung cấp ngói thế thì khi chúng ta tính toán chính xác được thì giúp chúng ta thứ nhất vừa đặt lượng ngói vừa phải vừa tầm đúng với khối lượng sử dụng trong công trình và cái thứ hai là giúp chúng ta khai toán trước được cái chi phí đấy chính là lý do trong video ngày nay mình sẽ chia sẻ với các bạn Chào các bạn nha. Hôm nay công ty cổ phần xây dựng Vietrup đang có mặt tại căn nhà vườn một tầng mái nhật của chú Hằng tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Căn một tầng mái nhật của chú Hằng có cái diện tích ngoài nói dự kiến. À xin lỗi các bạn không phải dự kiến mà hoàn thiện rồi các bạn ạ. Hoàn thiện đó là 268 m2. Công trình một tầng mái nhật của chú Hằng có hệ kết cấu là sử dụng đó là hệ hai lớp cầu phong chống sản có thương hiệu thép là Vietrup màu nhũ trắng các bạn ạ. Đó, màu nhũ trắng là một sản phẩm đặc trưng của công ty cổ phần xây dựng Vietrup. Đó, hệ thép này là hệ thép nhẹ chuyên dụng lợp ngói các bạn nhé Và chi tiết hệ thép này như nào mời các bạn có thể theo dõi những video tương tự ở Mình đã chia sẻ rất nhiều trên kênh youtube của bên mình Rồi, và loại ngói sử dụng trong công trình là ngói bê tông xi măng dạng phẳng công nghệ Nhật Bản Có thương hiệu là Fuji Đây cũng là một trong những dòng thương hiệu ngói cao cấp Và có chi phí giá thành là cao nhất trên thị trường hiện nay Đó, và cái công trình này là bên mình đã thi công chọn gói phần khung kèo cũng như nhân công lợp ngói cho gia chủ và ngói là gia chủ tự mua các bạn ạ đó công trình hiện tại thì đã xong rồi bên mình cũng đã nghiệm thu và kết toán với giá chủ tuy nhiên hôm nay mình tới thăm để chia sẻ cho các bạn những hành thực tế tại công trình để cho các bạn hiểu rằng là một đơn vị thi công mái ngói chuyên nghiệp sẽ giúp cho các bạn có một cái mái ngói đẹp và cảm thấy các bạn cảm thấy sẽ hài lòng như thế nào rồi các bạn biết rồi đấy thì sau khi công trình hoàn thành thì đây đấy chính là viên ngói cắt mà anh em thợ thi công đã thi công cắt ngói xong và đưa ra thường thường là chúng ta khó thể đưa khi mà anh em thợ đang cắt ở một cái đường bò chéo kia thì cái việc đưa ra tập kết nó hơi khó khăn thì tùy từng điều kiện công trình, tùy từng giải pháp thi công thì cũng có thể có những đội thợ sẽ tập kết lại rồi sau đó chuyển xuống công trình thông qua lỗ tham sạt. Nhưng có những công trình mà nếu như địa thế rộng rãi như công trình ở đây thì anh em sẽ đưa trực tiếp các cái vật liệu này xuống xuống các vị trí mà đất xung quanh. Tất nhiên là nó phải, sẽ phải đảm bảo cái yếu tố an toàn lao động các bạn nhé. Đấy thì đây chính là viên ngoáy cắt mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Ở đây mình không chia sẻ với các bạn là hình ảnh của bên ngoáy cắt mà ở đây mình sẽ chia sẻ một cái nội dung đó là gì. Bao giờ người thôi khi chúng ta xây dựng một ngôi nhà chúng ta tính được mỗi lượng ngói thì cái lượng ngói ao hụt cũng sẽ là rất là nhiều vậy thì lượng ngói này là bao nhiêu thì mình sẽ muốn đặt nằm video ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn để cho những ai chuẩn bị làm nhà các bạn hoàn toàn có thể tính từ cái diện tích mà ngói dự kiến hoàn thiện cộng với lượng ngói A hột sẽ ra lượng ngói để chúng ta đặt và cái thứ hai là chúng ta cũng hình dung được một cái định mức nào đó để khiến cho nếu chúng ta quản lý người thợ thi công ấy chúng ta cảm thấy rằng là cái định mức đấy nó nằm trong cái định mức cho phép mà thông thường các đội thi công chuyên nghiệp đã và đang sử dụng thì hệ số nó nằm ở ngưỡng cho phép đó và cái hệ số này cũng giúp cho cả các anh em thợ hoàn toàn có thể căn cứ vào nó để mà khai toán chi phí cho gia chủ đó vậy thì đầu tiên mình muốn làm việc các bạn nội dung đầu tiên đó là gì trong một cái mái ngói thì lượng ngói heo hụt nó sẽ nằm ở đâu cái lượng ngói heo hụt đầu tiên các bạn biết rồi đấy, đối với một ngôi nhà bao giờ thì thôi sẽ có gồm nhiều các mặt mái khác nhau và giao thoa giữa các mặt mái này chúng ta sẽ có các cái đường xối các bạn ạ các đường xối đó thì tí nữa các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh trên cao ở đây anh em sẽ có những hình chèn vào đây các bạn có thể nhìn thấy rõ các cái máy xối thì tại những vị trí xối đó chúng ta phải cắt ngói các bạn nhé và cái thứ hai đó là các đường bò đường bò ở đây là đường bò chéo đối với căn máy nhật thì đường bò chéo là cái đường rất là đặc nó là giao thoa giữa hai mặt phẳng mái với nhau và tại cái vị trí này chúng ta cũng lại phải cắt ngói cắt ở đây là cắt xít thì mình sẽ không đi sâu về cái việc cắt là cắt xít như nào tuy nhiên khi cắt xong thì sẽ có một cái vấn đề là lượng ngói hao hụt nó sẽ cái, cái, phần ngói sau khi cắt xong bỏ đi thì đấy chính là lượng ngói hao đầu tiên mà các bạn phải để ý đợi Nước ngói thứ hai mà liên quan đến mức độ hụt Ở đây đó chính là gì? Các bạn biết rồi đấy là đối với một căn nhà khi chúng ta thi công những loại ngói công nghệ hiện đại như này Thì cái cứ ngói nó sẽ nằm ở trong một không cố định ở một con số các bạn nhá. cái cứ ngói bao giờ nó sẽ nằm ở một giải làm việc nào đó Ví dụ như ngói xi măng công nghệ Nhật Bản Ngói sóng như này Thì cái cữ mè nó sẽ dao động từ 30 cho đến 35-36cm Tại sao nó lại cứ mè nó lại dao động như vậy Thì các bạn hiểu rồi đấy cái tính chất cơ lý của cái dòng ngói à, cái tính chất mà thiết kế hình học của cái à, định hình của cái dòng ngói này nó cho phép các hàng ngói nó có thể co giãn với nhau hàng mè có thể co giãn với nhau để khi chúng ta ứng với mỗi một công trình nhà khác nhau có chiều dài cánh mái khác nhau thì chúng ta sẽ chia ra số hàng mè để làm sao cứ cữ mè là làm trong giải làm việc của ngói là ok thôi đó thế thì với một công trình mà chúng ta để một cữ mè dài nhất có thể là 35, 36 nhưng cũng có những công trình mà chúng ta do số hàng ngói mình thống nhất với gia chủ thì lúc này mình có nói là chỉ là 32, 33 hoặc 34 thôi thì lúc này các bạn rõ ràng là chúng bạn để ý rằng gì giữa cái ngôi nhà mà làm cữa mè nó dày hơn thì chi phí cái khối lượng hàng ngói nó sẽ cao hơn so với lại chúng ta làm hàng cửa mè thưa đó đấy đấy là chính là cái vấn đề thứ ba mà nhiều người cũng không để ý cứ tưởng là dòng ngói này là thiết kế là chín viên một vuông nhưng cũng phải có những nhà chín viên rưỡi một viên vuông nhưng có những nhà chỉ chín viên một viên vuông thôi đó chính là cái lý do hao hụt do cái khoảng cách hàng mè mà anh em thợ thi công đã sử dụng còn đối với hầu hết công trình bên mình đã và đang triển khai thi công thì cứ mè đối với căn sử dụng ngói sóng công nghệ nhật bản ngói bê tông xi măng thì anh em thường thường sẽ để cứ mè từ 34 năm cho đến 35 năm đó đấy là cái mè mà mà anh em bên mình hay triển khai thi công nhất và có một dạng hao hụt nữa mà các bạn cũng phải chú ý một chút đây này, này cái dạng hao hụt này nó liên quan phụ thuộc vào cái cái, cái độ chắc chắn và cái, cái cái chất lượng của dòng ngói nữa mỗi một dòng ngói khác nhau thì có những cái yếu tố liên quan đến vận chuyển các bạn ví dụ như vận chuyển từ nhà máy chuyển đến đơn vị tập kết này hoặc từ đơn vị kho tập kết để chuyển đến công trình này hay từ công trình chuyển đến mái này thì mỗi một công đoạn sẽ có những cái hiện tượng hao hụt có thể một vài viên có thể hai ba viên có thể một hai bó thì đó chính là những hao hụt những hao hụt này là không phải phụ thuộc vào từ ngôi nhà mà là cái phụ thuộc vào cách vận thức vận chuyển cũng như anh em thợ thi công đó đấy là hình dạng hao hụt thứ ba và cơ bản về ba hụt này sẽ khiến cho cái diện tích ngói chúng ta mua về để lợp cho một ngôi nhà nào đó sẽ có một khoảng tranh lệch và khoảng tranh lệch đó đấy chính là lượng ngói hao hụt. Và công ty cổ phần xây dựng youtube là một đơn vị thi công mái ngói chuyên nghiệp với khối lượng thi công mái ngói hàng tháng rất là nhiều. Thì bên mình đã đúc rút và tổng hợp ra được một vài cái vấn đề về lượng ngói ha hụt để mình sẽ chia sẻ các bạn ngày hôm nay. Thứ nhất ở đây là gì? Mình cho rằng cái vấn đề mà các đội thi công chuyên nghiệp thì cái lượng ngói ha hụt do yếu tố vận chuyển từ chân công trình lên trên mái là rất là ít, rất là hạn chế thôi có nhưng mà rất hạn chế các bạn ạ đó không phải yếu tố lớn bởi khiến chúng ta quan tâm cả một công trình với những loại ngói Fuji xin hay tích như này thì hao một vài viên ngói vỡ nó là cái chuyện làm trong mức độ cho phép và không có ảnh hưởng lớn đó. vấn đề thứ hai đó là gì về phụ thuộc và chiều dài cữ mè cánh máy thì hầu hết các công trình bên mình đều lựa chọn một cái tiết cái khoảng cách cữ mè là hiệu quả về mặt kỹ thuật tức là chống khăn dầu tốt nhưng cũng hiệu quả về mặt kinh tế tức là tiết kiệm cho gia chủ. Do đó bên mình thường chọn cái cữ mè nó dao động khoảng là 34 năm đến 35 năm, 36. Đó là cái cữ mè lý tưởng vừa tiết kiệm về mặt kinh tế vừa hiệu quả về mặt kỹ thuật. Đó. Thế thì cái yếu tố cuối nào nó sẽ liên quan đến khối lượng hao hụt ngói nhiều nhất? Đó chính là khối lượng ngói cắt các bạn nhé. Hao hụt sau cắt. Đây các bạn nhìn này, vết cắt này rất thẳng đây. Và trong một viên ngói vuông như thế này, nhiều khi chúng ta chỉ lấy một cái góc này ở một cái vị trí xối hoặc ở một vị trí bò dương còn cả cái phần ngói này chúng ta lại sẽ bỏ Đó Đó chính là cái hao hụt lớn nhất Vậy thì rõ ràng là chúng ta hiểu rằng là gì Với một công trình mà càng nhiều xối Càng nhiều bò, chéo Mái càng đắt néo, càng nhiều máy chính Càng nhiều máy phụ, càng nhiều trùng chim Thì cái tỷ lệ hao hụt Càng nhiều Đó đó chính là cái vấn đề tiên quyết không phải mỗi ngôi nhà là 300 mét vuông giống nhau thì lượng hao hụt lại giống nhau đâu các bạn ạ 300 mét vuông nhau nhưng ngôi nhà nó chỉ là hình vuông thôi bốn mái thôi thì tỷ đã hụt rất thấp nhưng ngược lại cũng 300 mét vuông nhưng máy chính máy phụ máy con máy bé chồng máy phụ rất nhiều các máy lằng nhằng khiến chúng ta anh em thợ phải triển khai thi công cắt rất nhiều thì nhà đó khối lượng hao hụt ngói là nhiều nhiều hơn rất nhiều các bạn ạ và dựa theo những cái số liệu mà bên mình tổng hợp được sau một năm thi công một năm bên mình có thể triển khai từ 100 đến 100 200 cái ngôi nhà máy nhật máy thái thì mình nhận ra rằng này khối lượng ngói hao hụt nó sẽ nằm ở trong một cái khoảng nào đó và mình sẽ chia sẻ các bạn ở đây thông thường khối lượng ngói hao hụt nó nằm trong khoảng độ từ 9 cho đến 12 hoặc đặc biệt có thể lên đến 15 phần trăm đó thì con số lý tưởng nhất mà bên mình hay gặp đó là 10 đến 12%, đó là con số hao hụt. Thông thường những căn máy Nhật mà có thể là do các căn máy Nhật của bên mình hoặc máy Thái mình chỉ hay thi công là những căn có diện tích mái khá lớn và những căn này đều có thiết kế đều là những mẫu nhà vườn, mẫu biệt thự thì cái mức độ nát néo của mái cũng khá là cao. Đó, do đó cái mức độ hao hụt ngói hiện tại mà bên mình đang tổng hợp được nó dao động cái giải mà cho phép thì từ 9 cho đến 15% nhưng thông thường bên mình sẽ rơi vào 10 đến 12% đấy là con số nhiều nhất. Đấy là con số mà rơi phải cái trong cái phạm vi từ 10 đến 12 là nhiều nhất các bạn nhé Do đó mình sẽ chia sẻ với các bạn rằng là gì Thông thường khi chúng ta tính diện tích mái ngói Chúng ta tính được diện tích hoàn thiện rồi Thì cái lượng ngói hao hụt chúng ta sẽ cộng lên trong khoảng 1, 10, 10 đến 12% nữa Tức là chúng ta nhân lên 1,1 hoặc 1,12 nữa Thì ra sẽ lượng ngói mà chúng ta sẽ mua Hoặc là chúng ta dự toán kinh phí để chúng ta tính theo con số đó. đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thực tế luôn đối với công trình của chú Hoàng tại xã Vân Trung, huyện Việt, Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Thì công trình này là công trình một tầng mái Nhật. Các bạn nhìn thấy hình khối mái các bạn biết rồi đấy, công trình có hình khối mái rất là đặc biệt. Nó có một máy chính này, hai ba máy phụ rồi máy phụ của máy phụ này. Đấy, rất nhiều đường xối khiến cho anh em thợ thi công có cái khối lượng công việc liên quan đến cắt đường xối, cắt đường bỏ chéo rất là nhiều. Thế thì kết quả cuối cùng là gì? Khi anh em mình làm quyết toán thì cái diện tích sự hoàn thiện cho công trình là 268 m2 các bạn nhé 268 m2. Và lượng ngói mà gia chủ mua cung cấp sử dụng trong công trình đó là gì? 305 mét vuông nhưng gia chủ hiện tại đang thừa chính xác là 10 bó ngói là tương đương khoảng độ 50 viên tức là tương đương khoảng độ 5,5 mét vuông các bạn ạ gần gần như 6 mét vuông đi thì lúc này lượng ngói sử dụng trong công trình chính xác là 299 mét vuông vậy thì chúng ta làm một phép thử đi 268 chia cho lượng ngói đây là đấy là diện tích mà công trình hoàn thiện đấy các bạn ạ, theo phương máy chéo nhé đó chia cho cái diện tích ngói gia chủ mua về là 299 thì lúc này chúng ta sẽ được một con số đó là 0,9 hay tương đương với 90 phần trăm như vậy có nghĩa là gì lượng ngói hao hụt sẽ là 100 trừ 90 là 10 phần trăm đó các bạn ạ đó đấy là công thức mà mình diễn giải thì con số 10 phần trăm này là con số mà mình cho rằng là chấp nhận được đấy con số này hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn để các bạn hiểu hơn rõ một điều là gì chúng ta hiểu con số này giúp chúng ta khái toán được cái lượng ngói mua về để giúp chúng ta dự toán được chi phí nhưng con số này nó cũng giúp cho chúng ta hình dung rằng là cái đỉnh mức này 10% này Cái lượng hao hụt này nó có làm trong cái ngưỡng mà chúng ta cảm thấy chấp nhận được hay không đó cái con số 10% này đây là con số mà anh em thợ thi công hầu như không phải của mỗi bên mình nhé nó bị công ty của bản xây dựng Vidop nằm bị chuyên nghiệp nhé kể cả các anh em thợ thi công tại các địa phương cũng đều cố gắng và làm như vậy là ở trong ngưỡng rất là tốt và tiết kiệm và cố gắng rồi đó rồi là những chia sẻ rất là thực tế được đúc rút từ rất nhiều các công trình khác nhau mà do bên mình triển khai thi công và tổng hợp được. Những video này sẽ có rất hữu ích cho các gia chủ để chuẩn bị xây nhà để khái toán chi phí cũng như giúp cho các anh em thợ có thể tổng hợp để dự toán chi phí cho gia chủ. Đó. Nếu các bạn cảm thấy video hay nhé, bấm like nhé và đăng ký kênh YouTube của bên mình. Và các bạn cũng mong muốn có một địa thi công máy ngói chuyên nghiệp, các bạn hãy liên hotline của mình ở đây là 0918 433 558 hoặc truy cập website vtub.vn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.